Bản tin xin được mở đầu với những chuyển động của V-League 2022. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 11 tới thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ có cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Tuy nhiên ở trận đấu này, đội bóng xứ Thanh nhiều khả năng sẽ không thể có trong tay lực lượng mạnh nhất. Sau trận gặp BKMX Bình Dương ở vòng 24, lực lượng của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa lúc này sứt mẻ nghiêm trọng. Cụ thể, đội trưởng Minh Tùng bị đau háng, thủ môn trẻ Xuân Hoàng gặp vấn đề ở bắp chân, trong khi tiền đạo đã ghi tới 5 bàn thắng là Gustavo dính chấn thương cơ đùi. Nhiều khả năng ba cầu thủ này sẽ không thể có mặt trong màn chạm trán với Hoàng Anh Gia Lai tới đây. Bên cạnh đó, tiền vệ Lê Văn Thắng cũng chưa hẹn ngày trở lại. Còn với trường hợp của tiền đạo Tuấn Hải, cầu thủ này đã bị đau đầu gối trái sau trận gặp câu lạc bộ Viettel vừa qua. Theo chẩn đoán ban đầu, chân sút 24 tuổi gặp vấn đề về cơ nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao tình hình chấn thương của Tuấn Hải trước khi kết luận về khả năng ra sân của anh ở trận đấu tới. Trong khi đó, theo thông tin của On Football, hậu vệ Nguyễn Quốc Long của câu lạc bộ Sài Gòn sẽ giải nghệ sau khi mùa giải 2022 khép lại. Ở tuổi 34, cầu thủ này từng có 15 mùa liên tiếp thi đấu chuyên nghiệp, nổi bật là hai lần Quốc Long giành chức vô địch V-League trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Còn ở mùa này, hậu vệ mang áo số 22 mới chỉ thi đấu 5 trận và là phương án dự phòng bên hành lang cánh phải của câu lạc bộ Sài Gòn.